Lên đi. Đấy, xong anh đẩy máy quay lên. Anh em nào thấy cảm giác đi trèo tổ chim kiểu này chưa? Đấy, luôn vào đi. Chắc là được rồi đấy. Chào tất cả anh em cùng đam mê. Thì hôm nay thì có thằng em ở Sông Lô à? Vâng. Xuống đây muốn mình đưa đi tham khảo cái cách mình đặt ống gỗ, hộp gỗ. Thì tiện thể cũng chia sẻ lên cho anh em cùng đam mê mới chơi cùng biết. Thì đây đang ngắm chim chào mào về cắp mồi rất là nhiều này. Nhưng mà thôi hôm nay không đi tìm thổ chào mào nữa. Kìa con kìa lại cắp mồi tiếp. Từ nãy giờ em bảo là nhìn đấy đếm qua qua 7 cặp nó cặp cắp mồi rồi. Con này cũng ác này. Ui nó xả mồi này. Thôi con này cắp ít đây. Con này cắp mồi để ngay trên đầu anh ấy. Chắc là chỗ bàn uống nước cây xanh chỗ bàn. Đấy lên ngay đầu rồi. Đấy lên cây xanh rồi. Hay sang bên kia đây. Em thấy từ nãy giờ mới cặp cắp mồi rồi. 7-8 cặp rồi. Không làm gì con này cặp thứ tư. Đấy. Ai con trống con đánh. Đồ. Má. Ui con kia vẫn cắp mồi kìa. Ui con này cắp mồi to này, con này mồi to này. Nhờ. Con này con già rồi. Con này là chim con to rồi. Đấy đi rồi đấy, nó đi ra đâu đây? Sang kia. Ờ, lại sang đằng kia. Đấy con này con chó. Thôi đây đi đằng đây đi ra xem anh đặt ống chòe được từ lần đến giờ anh không quay chòe nhiều. Đây đi đằng này vịt nó sợ rồi, đi thôi đi tắt đằng này đi, đi sang đằng này. Thì là mình vịt nó nhiều quá sợ nó chạy thì nó hơi nhiều phân cho nên là đi nó hơi ngại thì mời anh em đi theo anh em mình nhá. Đây đi ra chỗ tát tát lúa lúa này tí này, con vịt nó chạy đấy. Anh đặt hả? Đây đi chỗ bờ này này, con lúa đi ra kia. Xong đi vào kia. Xong là xem có một cái tổ mẹ nó làm trên cây keo ấy, to cực kỳ luôn nhưng mà hôm trước cái thằng ấy nó bảo đấy là tổ cò nhưng anh không phải nghĩ là cò đâu, chỉ nghĩ là tổ sáo thì phải, sáo đá hay cả cưỡng ấy. Đi ra đấy để ý đây. Này cò đấy. Kìa tổ to đùng kìa. Nhìn thấy chưa? Mới là tổ cò nhưng mà không biết không phải tổ cò đâu. Ra đấy anh lấy cái máy quay zoom này anh zoom nhờ. Nhưng anh nghĩ là tổ sáo chứ cò làm gì nó làm cao thế đúng không? Tổ cò thì làm gì nó làm to đấy kìa. Hay là bị phá rồi ấy. Đó làm gì to. Đây năm ngoái tổ chào mào nó làm ở cái cây xưa đúng cái cành nước ấy kìa. Ông em anh cắt nó rồi. Cắt cái cành xà áng nước rồi. Đây, năm ngoái mình làm cái video con ấy vịt nó chạy chào mào làm tổ đúng chỗ này luôn. Ở cái canh cắt rồi. Làm thấp tẹt luôn. Đi ra để xem có thành quả chưa anh em ạ. Nhưng mà năm nào ở dãy này nhà anh ba cặp chim chòe nó để ra rồi tầm 6-7 lứa. Rất là hiệu quả luôn. Đấy. Có cả chào mào đúng không? Chào mào bên này chứ. Đấy nữa. Ông đợi anh tí nha. Đừng có để nó sợ. Kiểu mình động cho nó bay ra ấy. Nếu mà có chim ấy. Rồi hộp gỗ đây. Và đây này anh em này. Đây là cảnh những hộp gỗ của mình đặt đầu tiên này. Mình đặt cái dãy này có 3 hộp. Thì hôm nay mình kiểm tra cái hộp này đầu tiên. Bởi cái hộp ở trên kia là mới hôm bìm bịp đấy thì mình chưa kiểm tra nó đến nó ấy nó sợ. Thì đây rất là đơn giản, nó kích thước từ đất này. Đây em nhìn thấy chưa? Xuống có đến 1,5 m rồi. Đấy nhưng mà cái chỗ này của anh là nó không có người đi vào. Em hiểu chưa? Cho nên anh đặt rất thấp. Nếu mà đặt thấp này cũng nó cũng hay bị chuột vào này. Ví dụ như mình không bẻ những cái này đi là chuột nó hay lên này. Đấy. Nên là mình bỏ đi. Nhưng mà ở đây thì anh biết là cái chim ở đây rồi. Nó đẻ là những cặp nào nó đẻ thì nó vẫn đẻ thôi. Đấy là tổ năm ngoái đấy. Tổ năm ngoái đầu vụ là anh phải bỏ đi này. Đấy. Nếu mà cái tổ ở nhà của em đấy là phải bỏ cái xác cũ đi. Sau đó thì mình đấy. Bây giờ để anh em đợi mình cho vào trong mình kiểm tra nhé. Đây cho để cái này máy này nó vào không này. Đây.
Rồi xem hy vọng có kết quả. Xem nhìn đi gì đây? Tối đây. Mình không cho tay vào, cả sợ nó có mùi. Mùi hơi con người. Con chim bố mẹ nó hót hay sao ạ? Đúng. Đúng. Đấy anh em ạ, thì may mắn là sau khi kiểm tra thì để được 4 trứng. Và mình cũng tiện đây để mình chia sẻ luôn cái hộp gỗ của mình. Thì cái kích thước của nó đây này chỉ có tầm khoảng độ 30 phân thôi. Bề ngang 20 phân. Thì mặt trước này này, mọi người làm cái cửa cho nó khoảng này là 7-8 phân thôi, là để làm cửa ra vào thôi. Còn đây là cái cành thế thì mọi người tự chọn xem cái điểm nào nó có cái cành kia thì mọi người tự chọn. Nhưng mà cái quan trọng nhất là cái khoảng cách từ dưới mặt đất lên này này. Nếu mà các bạn nào chọn này, cái khoảng cách nó không có những cái cây lằng nhằng này lên thì tốt hơn. Bởi vì chuột nó sẽ không trèo lên nó làm tổ được. Đây, quay qua cho anh em xem để mọi người có thể xem này tham khảo. Cái việc này cũng rất là hiệu quả. Thì về than là một trong những loài chim thì cũng là bây giờ cũng là khá là khan hiếm rồi. Nên anh em chơi làm sao cho nó hợp lý là được. Đấy, như thế thôi, đơn giản thế thôi. Tán sung. Đây giờ đi ra kia. Như vậy là học đầu tiên là mình đã thành công rồi anh em nhé. Lâu lắm hôm nay tiện thể có đứa em nó ở trên kia nó nên về xem tham khảo mình đi quay thôi. Cuối cùng một đứa này ít quay chòe quá. Nói con chim chòe bố nó đang lên đó. Thì tiếp tục thì lên đây thì mình xem. Nhưng mà cái tổ chim ấy kia thì không thấy chim bố mẹ để ra để kiểm tra xem cái tổ ở trên kia xem là tổ sáo hay là tổ cò. Đời ui dồi giác to lắm. Dạ đứng ở đây mới thấy nó to quá to luôn này các bạn, nó phải bằng cái thúng này. Ở trên rồi gỡ cho anh con vịt đấy, vịt mắc lưới à, gỡ ở chân nó ấy. Đây này anh em này, vì sự tò mò của tổ chim to đấy mà anh em lại phải vất vả trèo lên để kiểm tra xem là tổ chim gì này, mà có con hay chưa này. Đấy khá là vất vả, trèo cẩn thận nha. Lên đi đấy, xong anh đẩy máy quay lên. Anh em nào thấy cảm giác đi trèo tổ chim kiểu này chưa? Ui. Đấy, anh em thấy cây cao không? Quá là cao luôn. Mà tổ nó to như thế kia mà em mọi người nhìn thấy chưa? Ui, tổ này. Toàn rác rơm thôi. Rồi, cào lắm em ạ. Cẩn thận nha. Đấy, đây này. Lên nữa thì mới tới được. Đúng không? Ờ. Hãy trèo lên gần ngọn rồi anh em kìa. Tới chưa? Thôi đẩy máy lên đi. Cuối cùng thì cao quá không quay được vào trong tổ để xuống. Hôm sau rừng nó cắp mồi thôi nhỉ.
nghĩ là tổ tổ to kiểu này là tổ sáo chứ không phải tổ cò. Cò á, cò nó mé rồi chứ làm gì có làm cà ấy thế đúng không? Cò nó như ở tổ chim cua. Ờ, nó phải thế, nó cắp cắp ở đây nó làm rõ kín đúng không? Dò nhiều mãi không ra. Nó nhiều rác hơn chim cua thôi. Thôi rồi, định lên để quay xem cho anh em xem nó là chim gì nhưng mà cuối cùng chưa dò ra, hơi mất công một tí. Đây, anh em ạ, à, trên đường về thì vừa nhìn thấy một cặp cu gáy nó bay trong cây xanh này ra này để tìm xem có tổ không. Đó, trèo lên, chưa biết là tổ chim gì. Đây này, chỗ này này. Đây nó vừa phải phải ở đây nó vẫn nằm kìa. Từ từ nhá. Đây. Đấy nó vừa bay ra bố rồi. Đây giờ đấy. Đây đặt mày quay. Đúng một vài cái cắn rơm mà. Nó up kìa. Kìa nhìn đi kìa. Nhìn kìa. Làm đơn giản đâu. Đi suốt ngày đi qua mà không nhìn thấy. Ờ, anh em đợi mình nhá, mình sẽ bật máy thử đẩy cái gậy máy quay ra xem đấy là có trứng chưa nhá. Hay là con nhá. Chim cu gáy làm tổ đơn giản đâu. Làm ngay nhà không biết. Hôm nay đi thì mới nhìn thấy phạch ra phát. Vài cắn rồi. Xin kết thúc video đây, hẹn anh em những clip tiếp theo. Như vậy đấy là coi như tổ chè thế là có chút thành quả rồi. Đấy cứ về làm như thế là nó để đấy mà. Nhưng mà miễn tội là mình phải biết được cái cặp chim nó ở cái thung cái khu vực nào, hiểu chưa?